Rồi, xin mến chào toàn thể quý cô chú anh chị gần xa đang xem kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Rồi, hôm nay thì vườn mai của em Phạm Nhi có làm một cái clip để quay giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một số cặp mai mini cô chú anh chị. Giá chỉ từ 150.000 một cặp. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cặp nào mình ủng hộ cho vườn của em Nhi nha. Rồi không nói mất thời gian ha, mời gặp luôn em Nhi để em Nhi chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi chào em Nhi ơi. Dạ em xin chào anh và xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị mình đang xem kênh nha. Hôm nay đã lại kênh xin giao lưu cặp mai giống tiếp tục nha cô chú anh chị. Giá rồi. Thì cũng như bình thường thôi, 150.000 một cặp là đã bao ship cho cô chú anh chị mình rồi. Trời, rất là dễ tiếp chơi luôn nha. Dạ. Rồi vô cặp đầu tiên ngày hôm nay mã số gì em? Mã số 1D là một cây siêu bông Sài Gòn và một cây cúc vip nha cả nhà. Cúc vip nha cô chú anh chị. Cúc vip đi gắn nha. Siêu bông Sài Gòn qua đế dưới nè. Chưa mòi lên á. Hoành được năm mà ha. Nói chung là hoành 3-4 năm nha cô chú anh chị. 4 năm ha. Cũ được mình được 23. Rồi. Cao 32, nói chung cao từ 3 tấc đó lên ha. Rồi. Ngang thì cũng cỡ 2 tấc ha cô chú anh chị, 2 tấc hơn ha. Rồi cặp này em xin cho luôn 150. Rồi, mã số. Mã số 1D. Đổi cây. Rồi tiếp theo cặp mã số 2D. 2D là một cây cúc chùm và một cây mai xoắn nha cô chú anh chị. Rồi. Dạ. Xoắn ngặt nha, xoắn là xoắn ngặt chứ không phải xoắn lên nha. Cúc chùm nè cô chú anh chị, đế gắn luôn cô chú anh chị ha, nằm nè, rất là đẹp luôn ha. Dạ. Rồi, hoành thì cũng 4 năm ha cô chú anh chị. Xoắn cái bóp tú quý luôn ha em. Dạ, xoắn này có cái tú quý nha. Cao thì cũng lấy từ 3 tấc nha cô chú anh chị. Rồi, cái xoắn thì từ 2 tấc rưỡi ha. Dạ, cái xoắn thì nó hấp hơn tại vì nó thân nó quấn cho cô chú anh chị. Rồi. Rồi cặp này cũng 150. 2D, đợi cây. Rồi mã số 3D. Rồi mã số 3D là một cây rồi, một cây cúc chùm và một cây siêu bông Sài Gòn ha em. Dạ, 3D nha cô chú anh chị. Rồi. Siêu bông Sài Gòn đế là so luôn cô chú anh chị ơi. Nằm dài thòn luôn ha. Cúc chùm thì đế bí luôn cô chú anh chị ha. Dạ. Rồi hoành thì 4, 5, 6 nha cô chú anh chị. 3, 4, 5, 6. Hai cây này đế đẹp quá ha cô chú anh chị. Rồi. Cao thì cũng lấy từ 3 tấc nè. Đo nè. 3 tấc hết luôn, 3 tấc hơn hết luôn á. Rồi. Cặp này cũng 150. Rồi. Cô chú anh chị mình thắc mắc nhiều khi có nhiều cô chú anh chị mình thắc mắc là tại sao mà em Nhi cây nhỏ nhỏ như thế này mà em Nhi lên từng mã vậy anh chị. Dạ, để cho cô chú anh chị mình lựa, mình nhìn thấy cây như vậy mình ưng cái cặp đó mình lấy cặp đó cô chú anh chị ha, cho dễ. Chứ nhiều khi quay tổng tổng á, cô chú anh chị mình muốn mua cái đế lò xo mà nó đẹp cho vừa mắt mình á, mà nhiều khi em Nhi lấy đế lò xo nó không có được vừa mắt mình á, nên là mình thấy nó không có đẹp, cái cô chú anh chị mình không được vui nữa. À, vậy cô chú anh chị mình thấy vừa mắt thì cô chú anh chị mình ủng hộ ha, vậy cho nó dễ ha. Rồi mã số 4D. 4D cây siêu bông và cây xoắn tiếp nha cô chú anh chị. Xoắn ghép tứ quý hết nha cô chú anh chị. Dạ đúng rồi. Cái xoắn này cao nha, cái xoắn này cao được tới 27 luôn nè. Thì nói chung là từ 25 đấy lên ha. Dạ, cây này được 3 tấc. Rồi. Cặp này cũng đế cũng đẹp ha. Cây này 150 luôn. Rồi, đợi cây. Rồi, tiếp theo cặp mã số 6D. Rồi. Một cây dạng phúc và một cây xoắn tiếp. Rồi. Cái giá của em Nhi á, nói chung á là 150.000 một cặp như thế này, bao phí vận chuyển, đã bao phí vận chuyển nha cô chú anh chị. Cũng mắc công cô chú anh chị mình mua chỗ khác 60.000 một cây, 3 cây người ta mới gửi hàng mà 5 cây người ta mới bao phí vận chuyển. Còn đây mình mua này nó có 75.000 cây, mắc hơn 15.000 cây mà người ta bao phí vận chuyển cho mình luôn nha cô chú anh chị nha. Đó, mắc hơn tí nhưng mà nói chung là cây mình được lựa gốc nữa cô chú anh chị. Còn kia em mua nhiều khi mua 3 cây mà 3 cây mà không được lựa được cái gốc nữa cô chú anh chị ha. Dạ đúng rồi. 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 Cái này là cái cây bự mà tàn nè, ha cô chú anh chị, đủ chi nhánh trơn ha. Rồi. Dạ, rồi cái cặp này em cũng xin giao lưu là 150.000 nha. Rồi, đổi cây. Rồi, tiếp theo cặp mã số 7D. 7D một cây cúc Tây Thi và một cây cúc Phượng Hoàng nha cả nhà. Rồi. Dạ. Đế bí luôn cô chú anh chị ha. Rồi, nguyên cái củ luôn cô chú anh chị. Dạ. Rồi. Cây này lá quá đẹp luôn cô chú anh chị, phát triển cực kỳ mạnh nha. Rồi. Cao thì cũng lấy từ hoành thì cũng 4 5 6 nha cô chú anh chị. Như rồi. Cây này ha là hoành được 5. Rồi. Cao cũng lấy từ 3 tấc. Còn bộ ha, hai cây này ngang nhau, 150 luôn. Đợi cây. Rồi tiếp theo mã số 7D. 7D cặp nãy là cặp số 6D nha cô chú anh chị. Rồi. Cặp 6D nha, cặp này mới là cặp 7D nha. Cặp 7D là một cây bạch mai và một cây siêu bông Sài Gòn em ha. Dạ. Cây tàn khá là đều luôn cô chú anh chị, mấy cây này ghép hơn một mùa hết trơn cô chú anh chị ha. Dạ, cao cũng từ 3 tấc nha, còn cây bạch mai này thì lấy từ 2 tấc rưỡi luôn nha. Rồi, hoành nói chung là 3 4 5 6 nha cô chú anh chị ha. Dạ, rồi cặp này xin giao lưu 150. Rồi, tiếp theo cặp mã số 8D. Rồi. 8D cũng là một cây bạch mai và một cây xoắn nha. Rồi. Dạ. Xoắn ghép cấp tứ quý luôn nha. Bạch mai nè cô chú anh chị ha. Bạch mai tân tân ha. Để từ 2 tấc rưỡi hết nha cô chú anh chị. Rồi, ngang nó tới ngang nó thì cây bạch mai là 28 nè. Còn tứ quý thì tức ngang nó thì cỡ 15 thôi ha cô chú anh chị. Rồi, xoắn cặp này cũng 150. Đợi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 9D. Rồi, một cây lá ngọc cành vàng, một cây siêu bông Sài Gòn luôn em ha. Dạ, nghe cái tên cây bên này lá ngọc cành vàng nha cô chú anh chị ha. Nè,
lá nó già nó hơi xanh lại, bắt đầu cái lá non là nó vàng nha cô chú anh chị ha. Cao cũng được 3 tấc ha cô chú anh chị, cây lá học cành vàng cũng vậy nha. Cây nào cũng có đế hết nha. Dạ. Rồi cặp này em xin lưu 150 luôn nha. Đế nè cô chú anh chị ha. Có đế siêu bông nè. Rồi. Đợi cây. Rồi mã số 10D. 10D là một cặp siêu bông nha cả nhà. Rồi. Hai cây siêu bông luôn cô chú anh chị ha. Này bên vườn còn nhiều lắm cô chú anh chị, mình muốn mua siêu bông này thì mình mua siêu bông không thì mình cứ alo cho em Nhi ha. Nhi lấy cho cô chú anh chị mình không sao ha. Cây đế cũng tương tự. Rồi thông số đâu hoành luôn đi em. Hoành mấy cái này khá to nè, hoành siêu bông nó hơi to nè. Dạ. Này hoành siêu bông được 8. 8 luôn ha. Dạ, cây bên đây thì được 8 luôn. Rồi. Cao thì được 3 tấc. Nói chung là cao cả 3 tấc ha. Cỡ 22 tấc trở lên ha. Rồi. Rồi cặp này xin Zalo 160 nha cô chú anh chị. Rồi 160.000 đổi cây. Dạ. Rồi tiếp theo cặp mã số 11D. 11D đây là một cặp một cây ngọc mai và một cây cúc không nhị nha cô chú anh chị. Rồi không nhị có bông không, cô chú anh chị. Bông gió nên là nó hơi nhỏ nha cô chú, bông gió thôi nhé. Đế bính nha cô chú anh chị. Đế này đế bính rất là đẹp nha. 2 4 cây phát triển cực kỳ mạnh. 6 7 múi bính nha cô chú anh chị, bên này là 2 4 6 7 múi bính luôn cô chú anh chị ha. Này dòng hoành nó được 5 nè. Hoành bên đây chắc cũng 5 á cô chú. Đấy, cái này đẹp lắm cô chú anh chị. Cao được 25. Rồi. Tán ngang là mình được 25 luôn. Rồi. Rồi cặp này em cũng xin Zalo 200.000 một cặp nha cô chú anh chị. Đổi cây. Rồi tiếp theo cặp mã số 12D. 12D là một cây cúc Tây Thi và một cây siêu bông Sài Gòn nha. Đế đẹp ha. Rồi. Cây cao to. Cây này cao lắm nha cô chú anh chị, cây này cao được tới 4 tấc lận nè. Trời ơi. Cũ luôn cô chú anh chị ha. Tây Thi nè cô chú anh chị ha. Cây siêu bông cũng cao được 38 xăng nè. Rồi. Rồi. Cặp này Zalo nha em. Dạ, cặp này em cũng xin Zalo 160.000 nha cô chú anh chị. Cặp này cuối clip luôn em ha. Dạ, cặp này cũng là cặp cuối clip của em nha. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã bỏ ít thời gian quý báu để xem clip của em nha. Rồi. Thì cũng mong cô chú anh chị mình mua được cây nào thì mua về mình chăm rồi mình để chơi Tết ha. Này để bàn chơi mini cũng rất là ok nha. Bàn thờ bà ông địa rất là đẹp luôn nha cả nhà. Rồi. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở những clip sau nha. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như là em Nhi cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và đã ủng hộ cho em Nhi trong các clip trước cũng như clip này. Cảm ơn cô chú anh chị mình vào xem được cái nào mình ủng hộ cho vùng của em Nhi nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.